Hello, chào tất cả mọi người nhé. Nay là y câu này. Hôm nay thì nước nó đục quá, cá nó không ăn. Giờ vác ba tiêu ra câu nhé. Nhiều cá to lắm. Xin chào mọi người, mình là Vĩ đây. Quay trả đúng hướng chó. Xin chào mọi người, mình là Vĩ đây. Đây được cá rồi.
đục nhiều như này, nó cũng đục nhiều. Nó quẫy như trong chậu luôn, nhỏ nhỏ.
trước anh Quang đứng ở bờ bên kia, Quang là con cá lăng mấy cân. Đứng bờ bên kia Quang là trong cống. Cá lăng có đồ. Ba con đây nhé. Lai về nó một vấn đề này. Nó bì. Ba chú bộ đội nhé. Đây hơi ba con cá mè to ấy. Nghe vất vả không? Đây ba con này được hơn chục cân. Còn cái mèo một nửa đấy, đúng một lứa thôi. Về nọc thịt ra xong thì mình băm chả, băm chả cá đi. Thôi để đấy thôi. Đường vạc này hôm qua nó ngập hết cả chỗ này nên này nó cạn mới câu được. Đây câu từ sáng là nó có ăn đâu, nước đầy nó đục ngầu nên cá nó đi đâu hết đấy. Ok, mình dọn hết đồ rồi nhé. Bây giờ đi về. Câu cũng được 3 con cá mè to rồi. Về đủ làm chả cá mới ruốc cá mà. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình nhé. Nếu thấy video hay thì mọi người xin cho mình xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh nhé. Có gì mọi người bình luận ở dưới video nhé. Cảm ơn mọi người. Chào mọi người. Hẹn mọi người những cái clip tiếp theo. Bye bye.